Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn tham quan thử các anh máy sau này. Anh đi thúng đi biển mới vô. Mà mình lại mình coi thử cái chuyến đi biển của anh ở trong lưới của anh có bao nhiêu loại hải sản đóng vô lưới nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình cùng các bạn lại tham quan thử có bao nhiêu loại hải sản đóng vô trong đó nha. Rồi, đây. Đây đó. Dạ, anh mới đi biển vô anh á. Dạ. Dạ. Dạ, cá anh đang gỡ cá các bạn, mời để mình coi thử khám phá thử. Anh ơi, trong lưới nó dính những cái loại cá nào đó các bạn nha. Đây có cái thùng cho em coi thử như vậy nha. Đây là tôm mực các bạn, mực nha. Mực đây là mực gì vậy? Bầu. Dạ. Mực bầu. Mực bầu á, mực là bầu á. Còn đây là mực ống nữa các bạn, đây mực bầu thử coi mình. Rồi có bao nhiêu loại hải sản dính nha các bạn. Đây là con khum núm nè. Đây là mực bầu, mực ống, rồi con khum núm. Rồi con tôm tích vậy á. Tôm tích rồi con ghẹ. Ghẹ nè các bạn. Rồi cá đù. Rồi đó. Cũng nhiều cá. Cá đù, tôm tích, ghẹ. Rồi bên này cá liệt. Đây cá liệt là cái gì vậy anh á? À cái ét hả? Ét cái ẹt á hả? À nhiều các bạn. Như vậy là tổng hết là bao nhiêu ký anh á? Tổng hết là bao nhiêu ký mình đi vô chuyến này được bao nhiêu ký anh á? Dạ 40-50 ký hết luôn anh á. À có đủ loại luôn. Rồi. Đó. Đây là chị gia đình rồi bây giờ bắt đầu dời cá đi lên trên chợ bán anh á. Anh cũng đẹp trai mà anh đi biển hơi đen chút. Nói chung là đẹp trai hết mà đi biển bị nắng dưới sông biển dưới gió rồi. À, đúng rồi nắng anh ăn đen. Đó bây giờ cái mấy ảnh chỉ là chở lên chợ bán nè các bạn ơi. Đó. Đó. Rồi em quay video này tối nay đăng lên mạng cho mấy anh thấy cho nó vui. Đó. Đi biển mà tụt quần anh cho kiểu gì kỳ vậy. Anh cũng vui, anh nói chuyện vui lắm. Hả? Rồi phải có người đẩy mới đi được cho anh ha. Rồi người chở người đẩy. Đó. Một chuyến đi biển là được bao nhiêu thành phẩm đó các bạn ơi. Đó bây giờ bắt đầu ông anh ngồi ông em đẩy. Rồi đẩy đi đó. Quá cực khổ các bạn, đi lên cát xe đi khó khăn lắm. Thấy khó khăn không? Rồi bây giờ mình qua giao lưu ông anh kia chút xíu ha. Rồi. Cái thúng anh mới vô nè, anh gỡ cá gỡ mực đồ và đi lên chợ bán rồi. Anh ơi cái lưới mình đây khoảng bao nhiêu trăm mét anh, mấy cây số không anh? Lưới mình tính dài đó tới một cây mấy á. Một cây. Một gần 2 cây số là 2.000 mét thôi anh á. Ồ, cũng dài dữ anh ha. Dạ. Rồi bây giờ đây là loại cá gì anh gỡ sau cùng phải không? Đây, gỡ cái ét sau cùng. Cá ét sau cùng rồi các bạn. Rồi cái ét sau cùng nè đó. Cái ét sau cùng đây. Lưới nó đóng cái gì khổ. Anh nè. Nói chung là người nông dân mà người nông dân đi biển. Dạ. Cũng tội nghiệp cũng bơi chải cuộc sống mà. Mình phải bơi chải chứ sao. Anh gỡ nè các bạn. Anh đang gỡ còn mấy con cá cuối cùng á. Nó khiếu nó đóng về sao đó. Phải lấy ra. Dạ, lấy ra từ từ với ông để nó rách lưới anh á. Dạ là trong cái thùng hồi nãy là tổng cộng bao nhiêu loại cá dính vô lưới anh á? 5-6 loại lận. À 5-6 loại anh á. Đầu cá bóng cá ét. Dạ, anh kể hết đây cho khán giả nghe chơi. Cá liệp huyết, cá dạ. Mào. Dạ. À, rồi còn tôm kia. Mập cát đủ kiểu có khi có rắn đồ nữa anh á, có rắn đẻn đồ ha, không có đẻn chứ không có rắn bây giờ mà đẻn cũng hết rồi. Đẻn cũng hết anh á. Trước thì đẻn nó nhiều sau thì đẻn nó hết. Anh người hình nông dân chất phát á các bạn. Đi biển rồi vô hồi nãy là cũng được 60-70 ký anh á. Cái 5-60 ký được. 5-60 ký ha. Mực cũng được 20 bán cũng được mấy triệu cho anh ha.
cũng được các bạn ơi. Anh đi vô biển nay chuyến này cũng kiếm được mấy triệu cũng được, trừ xăng nhớ cũng kiếm ngoài triệu ha nó. Kiếm ngoài triệu à, cũng được quá ha. À, cái thúng của ảnh nè các bạn ơi, cái thúng ha. Điều nó hơi, à, nó hơi cực lắm chú dạ, ơi. Dạ, hơi cực á anh ha. Dạ. Hay mà làm không có người nhà làm không nổi. Dạ anh, dạ dạ. Phải có người nhà làm mới nổi chứ còn không có. Dạ. Người đi, như là mấy đứa con với lại vợ đồ phụ đồ ha. Gỡ không? Lưới đồ các thứ ha. Chứ gần 2 cây số lưới này mà một mình anh gỡ chắc cũng không nổi. Gỡ sao nổi. Dạ. Về bờ mới có người phụ mới được chứ còn có dạ, dạ. Làm tới 7-8 giờ tối không chứ. Dạ anh ha. Dạ. Anh ơi các bạn thấy anh tội nghiệp không, ngồi anh gỡ vợ con đi đem tranh thủ đem cá lên chợ bán hết rồi các bạn ơi. Bây giờ anh gỡ con mấy con cuối cùng để dẹp là thao lưới lại rồi để anh thúng khuya đi tiếp anh ha. À khuya đi tiếp. Dạ. Cũng tội nghiệp anh cũng làm cực khổ. À, các bạn thấy đẹp trai nhưng mà anh đi dân nắng dữ quá thành đen luôn. Dạ. Cũng tội á. Cái gì em gỡ phụ cho anh chứ. Dạ. Các bạn mình gỡ phụ anh vài con cuối cùng đi. Để nó cho em gỡ thử, em bắt trước em gỡ thử. Cho em gỡ con này thử. Mình thấy sao anh ạ? Cái đòn nó nằm ở đâu mình lộn vô phía nào gỡ ra dài á. Ờ cái mình lách cái đuôi nó. À cái đuôi hả anh? À, anh chỉ thử coi. Cái nó về nó. À, dạ, vì dạ. Cái lưng trên dạ, nó dạ. Có cái gai à, vậy anh dạ. À, cũng khó lắm các bạn ơi. Gỡ này cũng khó dạ. Lắm dạ, cũng có kỹ thuật dạ dạ, dạ. À, nó cũng như mình ới cái gai lên à. Các bạn thấy anh gỡ chuyên nghiệp mình nó không có rách lưới dạ. Dạ. Rồi dạ. Đầu mình phải bẻ cúp dạ, cúp dạ 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 đó, nó phải cúp như vậy dạ à, dạ dạ à, các bạn coi thử cái thử đó sống nó gãy như vậy theo anh gỡ mà ra con cá mà cái lưới không có rách còn mình gỡ chắc rách lưới hết vì luôn nó gài vô cái lưng vậy nè cái lưng dạ. Đây và cái lưng dưới đây hai dạ. Cái gai mẹ nó đâu dạ dạ phải cho cái lưng trên dễ anh cúp xuống là muốn là dạ dễ thôi à. À, em cảm ơn anh nha anh dạ. Cũng cho em tham khảo chuyến đi biển của anh cũng kết quả cũng được 50-70 kg cá cũng kiếm từ chi phí cũng kiếm ngoài triệu các bạn ơi mà anh rất là anh bình dân anh cũng dễ tiếp xúc dễ mến rồi thôi mình chào tạm biệt các bạn nha rồi, em cảm ơn anh nha rồi em cảm ơn rồi em làm clip dạ cảm ơn anh nhiều rồi bye bye.